Mẹ hiền dạy con. Thầy Mạnh Tử thuở nhỏ nhà ở gần nghĩa địa, thấy người đào chôn lăn khóc, về nhà cũng bắt chước đào chôn lăn khóc. Bà mẹ thấy thế nói: "Chỗ này không phải chỗ con ta ở được", rồi dọn nhà ra gần chợ. Thầy Mạnh Tử ở gần chợ thấy người buôn bán điên đảo, về nhà cũng bắt chước nô nghịch cách buôn bán điên đảo. Bà mẹ thấy thế lại nói: "Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được", bèn dọn nhà đến ở cạnh trường học. Thầy Mạnh Tử ở gần trường học thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, cắp sách vở, về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép, cắp sách vở. Bấy giờ bà mẹ mới vui lòng nói: "Chỗ này là chỗ con ta ở được đây." Một hôm, thầy Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ: "Người ta giết lợn làm gì thế?" Người mẹ nói đùa: "Để cho con ăn đấy." Nói xong, bà nghĩ lại, hối rằng: "Ta nói lỡ mồm rồi, con ta thơ ấu, tri thức mới mở mang, mà ta nói dối nó, thì chẳng hóa ra ta dạy nó nói dối hay sao?" Rồi bà đi mua thịt lợn, đem về cho con ăn thật. Lại một hôm, thầy Mạnh Tử đang đi học, bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cười, trông thấy, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung, mà nói rằng: "Con đang đi học mà bỏ học, thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy." Từ hôm đó, thầy Mạnh Tử học tập rất chuyên cần, rồi sau thành một bậc đại hiền. Thế chẳng là nhờ có cái công giáo dục quý báu của bà mẹ hay sao?